Fuck. Hả? Mày đi về đi à? Tao bỏ mày ở lại tân ta mà. Bộ spa của mình thiếu nhân viên hả sếp? Thích mắt nháo à? Mày thích củ trỏ sang ngang sau ly biệt à? Hả? Mày có biết là một đống khách hàng vừa khiếu nại về cái thái độ làm việc của mày không tận tâm không? Hả? Tao trên link cho mày bao nhiêu lần rồi? Khách hàng đi tới spa là mày phải rót nước, khách hàng hết nước thì mày lại càng phải rót thêm. Có muốn thế mà mày không làm được là sao? Em... Mày cứ cẩn thận đấy nhá. Đừng để tao phải thấy khách hàng phản ánh với mày một lần nào nữa.